Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khả anh em ơi. Ở lần video này thì Khả sẽ ép cái đai lưng sử dụng cho Nam Động Harper cuốn nhầm năm. Đây, hiện tại chỉ thiếu một đai lưng phòng thủ nữa thôi, với lại một cây đao thủy. Thì hiện tại bây giờ lúc nãy thì mới mua cái đai lưng này là phôi là một kim này. Đó. Phôi sử dụng được một kim. Mười viên từ Khả sẽ giao dịch thêm 2 viên nữa. Giao dịch 2 viên hiện tinh bao này em ơi. Nhận 2 viên hình tinh 3 này em ơi. Làm đâu như vậy đây em? Hả? Bán là tương dương. Là Lâm Thiên Nhạc bán cái gì? Đưa cho 2 viên hình tinh 3 này. Ok, đây, tính tiền luôn này. Bán người tương dương như vậy. Đâu bán người tương dương đi anh. Và mấy phổ nhở? Anh trừ đi 2 viên thủy tinh em. 2 hình tinh rồi. Em bay của anh đủ không thì em trả thêm xu này. Thủy tinh thì có tính có 400 12 viên hình tinh 2. Rồi 12 viên hình tinh 3. 12 hình tinh 3 thì nhân cho 70 xu. Đó, nó ra bao nhiêu? Hết 840. Hết 840 còn 160. Thì tính ra nhiều đài tính tốn hết 2 kim rồi đó. Đó, nguyên cục này tốn hết 2 kim rồi đấy. Tiếp tục này. Đó, chưa hết tốn 2 kim rồi nha anh em. Rồi, hồi nãy là đổi 2 kim lấy 1 cam đem nữa này. Đó, 1 cam đem vạn này, đổi 2 kim lấy cam đem vạn, hết 4 kim. Hết 4 kim giờ là lấy 50 bình phục viên. 50 bình phục viên thì hiện tại là 1 cam 5, là khả đi đổi xu rồi đó. 50 bình phục viên, nãy mới lấy cho cụ Dương á. Rồi, đúng rồi, ép qua đai nha em ơi. Anh em đang xem thì ủng hộ, like, chia sẻ cho anh em ơi. Đại này thì gần đủ xích đồ nè em ơi. Bao tay, áo, nón thì đang copy. Đại lưng người ta đang ép. Còn set đồng bàn cũng đang có bi, anh em đợi tới có bi xong Khai sẽ bỏ qua là đủ set Nam Động. Chưa mai là set đồ này sẽ lên đầy đủ Nam Động, đầy đủ từ đầu cuối luôn, full thủ lý luôn nè. 5 món thủ lý nha, set đồng bàn. Và chỉ thiếu cái vũ khí thôi. Đổi 1 nè, 2 nè. Đây, tiếp tục sẽ giao dịch là 5 viên 50 bình phục viên để ép đồ. 50 bình phục viên thì sẽ là 1 canh 5. Đó. Để dành sang đợi ép này. Rồi tiếp tục này. Anh em đang xem cho một like nè em ơi. Anh em đang xem cho một like cho anh em ơi. Ép cái đai nha nè. Rồi 5 nhu động viên 1 canh 5. Đó, cái bỏ kim này tính sau. Đó, 1 canh 5 nữa nè. Rồi bây giờ hiện tại tính thì tinh này. Dòng đầu sẽ tốn 2 thì tinh. Dòng 2 có thể là lần chậm sẽ là 2 thì tinh nữa, 4 sinh lực nó xấu. Xấu nó dòng phòng thủ là khoảng xấu rồi đúng không? Phòng thủ là rút 4 đập 8 là 12, là 18 viên. Dòng thế lực 2 viên nữa là 20 viên. Dòng cuối cùng là đúng không này, 2, 4, 6. 6 dòng đến dòng này là tiếp theo là dòng 8, 10. 10 dòng cuối là 4, 8, 12 nữa. Tổng cộng 22 viên thiệt tinh. Đúng không? 2, 4, 6, 8, 10. Dòng cuối cùng là 12. Ok, 22 viên thiệt tinh. Khai sẽ duyệt cho 22 viên thiệt tinh nha em. Bán 22 viên thiệt tinh cho anh lúc này. Để tính tiền, giờ tính tiền này. Lúc 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Mỗi loại 4 viên, còn lại tất cả tử. Đó, ép tử phòng thủ cho nó khỏe. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 8. 8 và hiện tại bên này sẽ là tiếp tục là 14 viên tử. 2, 3, 4. Giao dịch 22 viên tinh nha năm. 22 viên tinh này. Tử hôm trước mua lúa 250 tất cả. Tính tiền này. 1, 2, 4. 4, 6, 8, 10, 2, 4, 16, 18, 20, 22 viên thủy tinh. Rồi, bên này Khải còn vài viên thôi. Đó, hôm nay ép cái đai lưng nha anh em. Hồi chưa định ép cái giày mà, thôi, ép đai lưng. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 16, 18, 10, 12, 22 viên thủy tinh. Tính tiền này. Sẽ là 5 kim 5, tiếp tục.
3, 4, 5, 22 thủy tinh. Đưa tiền dạng rồi, đưa một cái anh em rồi mà. Mua hai kim đưa tiền dạng rồi mà nhanh lắm. 22 viên thủy tinh. Đó. Tổng nhiên phí ép cái đai này bèo lắm. Ít nhất phải 9 đến 10 kim. Rồi, tất cả nguyên liệu đã xong, bây giờ chỉ là đi kích shop để mua dòng sinh lực nội lực và làm chậm thông pháp thôi nè. Rồi xong, tất cả đã xong, tất cả rồi đầy đủ đã xong. Cái này Khải cho này, cái này mua ngoài là 500 xu á, phòng thủ dòng cuối 500 xu á. Cái phôi phòng thủ dòng cuối khá rất là khó tìm, không có đâu mới tìm luôn nè. Không có đâu mới tìm luôn. Rồi, vô hết này cái này, tính sao. Rồi, thì tinh 5 kim 5 này. Đai một kim. Rồi cái cục này một kim nữa là hai kim, hai kim với cái này là ba kim năm. Tính ra là ba kim năm, ba kim năm cộng với năm kim năm là tất cả đã hết 8 kim rồi. Đó, hết 8 kim rồi đấy. Giờ đâu là đi mua mấy cái phôi sinh lực, nội lực, sinh lực, nội lực làm chậm này nọ thôi. Rồi, bị ép anh em ơi, bị ép này. Đó, chuẩn bị nguyên liệu đầy đủ không? Ép cho nó đủ anh cuốn. Đó. 9 hả? 3 kim 5, 3 kim 5 với 5 kim 5. À, 9 kim rồi, 9 kim rồi, lộn, 9 kim rồi. 9 kim rồi chứ. 9 kim rồi chứ. Đúng rồi. Phổ đai 1 kim lấy nè. Sinh lực 128 nè. Hiện 1 nè. Hiện tinh 1 nè. Cái dòng máy dòng này á, hiện tinh 1 đỡ tốn kém nè, hiện tinh 3 nó phí xu. 4 đai từ từ thì mua máy bình tiểu rồi đó. À, 4 đại 2 tiểu, lá phẩm chất xấu là ý gì lên đây. À, tình hồng có nè, hơi tình hồng có nè. 1 nè, vô lại vậy nè. Này auto phẩm chất xấu rồi. Phẩm chất xấu, đọc viên thì tin là cứ sinh lực càng cao càng tốt rồi thôi. Sinh lực vậy nè. Chất xấu, rồi ok. Đọc thì... đập vô đồ phố tấm nặng thủy tinh một, một thủy tinh một mũi viên vậy nè, một tinh mũi viên đó. Dùng một khai thác bỏ thủy tinh phí quá mà sao nó không lên. Bốn đại bốn tiểu đi, dùng một chưa đến thủy tinh đâu nè. Với kinh nghiệm mình là dòng 1 chưa đến thì tinh đâu. Thôi, không tiếc đi. Mấy công ra 170 mấy ảnh khóc nữa không công. Thôi 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 thôi. Mình cứ chơi cho chắc ảnh đi, mấy công ảnh buồn nè. Một thì tinh một đại đi, cho chắc kèo ảnh đi. Rồi. Làm gì làm sinh lực cao cao, thấp thấp ảnh chết nữa. 198, ok chưa? Rồi, tiếp theo. Thông pháp làm chậm. Hình như là khai ép dùng làm chậm nha nè. Anh em ơi, anh em như anh Tâm Thánh ơi, Tâm Thánh ơi. Lúa. Như anh em ép thì giờ nên ép dùng thông pháp dưới hay là làm chậm tiếp theo? Theo anh em ý kiến của anh em. Em phòng thủ nhiêu rồi? Không, phòng thủ em ép dùng cuối mà. Thì phải nếu phòng thủ em ép dùng cuối thì pháp ẩn 1 ẩn 2 ẩn 3. Ok. Để thân pháp ẩn 2 ẩn 1 làm chậm. Ok ok đó. Theo ý mình, ok anh, theo ý anh đây. Cứ hỏi anh cuốn okay. Anh thích cái gì. Chứ em thấy là cái nào nó nhìn nhìn thì làm chậm xuôi 25. Đúng rồi, thân pháp 19 là mặc định 25 đó. Đúng rồi, nếu mà ra thân pháp 19 thì mặc định ra được cái đai 25. Đúng rồi đó. Rồi. Cái phôi cũng ghẻ chứ không có làm chậm 40 quá à. Mình muốn lẫn một á. Ừ. Dễ gì. Đâu. Gì cũng không có. Ở đâu? Đây. Đây, bước đây. Đây, dòng làm chậm nha Nam. Tương Nam bước đất này, đâu đâu. Chỗ chai em đứng này. Chai em Doraemon Sukai đây. Đây. Nghe đâu Tương Nam này.
Đây. Lấy phòng thủ qua phòng thủ. Không, đây có phòng thủ gần cuối rồi, vòng cuối rồi. 2 1. Đây này cấp 10 cho vòng cuối cho nó ok nè. Cho vòng đầu giờ chết lắm. Làm chậm. Rút tin 1, đâm tin 3. Ma hoàng hạng khuyên là đồ của môn phái nào? Ma hoàng là của thiên nhẫn, gia truyền thiên nhẫn. Gia truyền thiên nhẫn. Ừ. Ok, dùng làm chậm sẽ rút một thiên tinh nữa nè. Lấy nè. Ấn 1 hả nè. Tinh 1 nè. Thủy tinh nè. Lúa kìa. Đó. Cố gắng phòng chốc 7 là ok. Xong rồi anh, 1 phút nữa anh, 1 phút nữa, 1 phút nữa anh giao dịch cái này xong. Nhà môn nhá. Ấn 1. Vâng. Vô. Hello anh em nha, hello anh em. Đó, phòng chốc 7, ok. Thêm dương thủy tinh lên 40 cho nó chắc kẹo ngay. Ban lại cho này nhắc này. Ok, rồi kì tiếp kìm chưa. Ra vô dòng làm chậm anh em ơi. Dòng chậm thì khai sẽ vô thiên tinh 3. Một thiên tinh, một phong duyên. À, thiếu mình phong duyên tiểu để tìm đi mua. Cái đai này ép mà gọi là cao giá luôn. Không phải cao giá nhưng ép mình ép chắc luôn nè. Chứ không dám ép lơ tờ mơ. Thêm vài bình phong duyên cho nó đẹp. Tiền bạn hơi hiếm. Ấn nè. Ấn 1 làm chậm nè. 1 thử thêm nè. 2, 4, 6, 8. Một con yên. 198. Cái này auto 40. Phòng chốc 7 khỏi phải nói. Để dùng nỗ lực dòng 2. 40 nỗ lực dòng 2. Giảm sốt gà con nỗ lực dòng 2 không? À, đây mình có khoảng độ ơi, nỗ lực dòng 2 908 cũng được nha. Căn mong là sẽ ra một cái dây thuyền đây này này, 115 20 vào hiện 1. Mua đồ thiền 2 dây thuyền rất là tháng 20 thiền 2 nỗ lực cho năm. Thiền 2 cỡ đó bạn quan tâm làm gì. Thiền 2 nó ăn có một con mà. Đây, rút. Anh em vào xem nó chết chưa. Thiền 2 rút 4 của dân đại 2 tiểu nha nè. Tí đập thiên tinh. Nội lực. Hồng chất 5. Anh gì okay. Anh gì đâu rồi. Bảo dân thiên tinh nha nè. Anh gì ơi, anh gì ơi. Ở đây đủ rồi. Dạ đây rồi, đương nhiên nha môn đúng không anh? Ờ đúng rồi. Có lấy cái dây chuyền mà anh. À, Tùng à, anh Tùng à. Đúng rồi. Thôi em trả lại lúa cái dây chuyền này rồi anh cho dịch lại nha. Tin 1. Tại mình tin 3 luôn, cho nó chắc kèo. Ơi. Khám nạm. Anh cho dịch lại cho anh nè. 5. Rồi. Tin 3. Chắc này. Chưa. Rồi, làm lúa nè. Đợi một xíu. Rồi, đâu. Được đi. Một cái tin, một phút nhân tiểu. Ở đâu? Dùng nội lực nha nè. Đâu rồi? Coi lặng lần thì nhất đủ nhầm là chết luôn á. Phải. Anh Tùng là lũ bị đúng không? Đúng rồi. Bây giờ là sao đây anh? Em lấy lịch bài bốt để đổi gì chị cho anh hay sao? 189, ok, đến thông pháp. Ok, vậy tính đi anh. Lũ ơi. Thông pháp là mình có rút như thế nào? Cũng rút một thủy tinh hả? Rút một đập bốn. Ok. Đủ trong nhóm 19 anh em ơi. Đủ lên 20, có công rất 24. Anh. Thông pháp. 16. Thiên tinh 1. 24. 19 bài. 29 cái rồi. Ấn okay. 2. Okay. Rồi để em tính tiền nè. Một thủy tinh. Một dương đài, một dương tiểu. Đó.
đây còn đây phải chốc 7 rồi. Anh Đại đâu, em giao dịch luôn nè. Hú dòng thông phát. 2 kim 180 xu. Thì phải ép nhiều như thế. Anh đúng 151. Anh Đồng ơi. 7 ok. À, hai cái bốt đại là kim rưỡi nè, đúng không? Okay. Còn cái kia 29 cái 500 tương pháp đúng không? Tương pháp đúng không? Ừ. Có 10 con. Tại vì sao cái đai cấp 10 á, anh em nếu anh em ép đai, anh em biết đai cấp 10 á, nếu mà muốn phòng thủ 25 thì thăng pháp 18 19 thì phòng thủ ra 25, mà thăng pháp 20 thì phòng thủ có 10, có 24 thôi. Đang vậy 4 phút nhân đài hả? À? 4 nhân đài lên không? Lên đúng không? Chứ giờ mà nó mà rớt xuống 15 16 thì nó là mất 6. Nói chung là hên xui đi. 19 đài 20 đậu chứ em thấy nhiều anh em ép là không lên được, nó mà lên 20 không lên được. Anh em ấy là nếu mà ví dụ trên hai dòng mắc thì dưới mới có một dòng xỉu, là trên hai dòng xỉu. Giật luôn ơi, chào lại cho giật em. Giật máy viên thì tên chính viên rồi giao dịch ha. Không đủ chính viên trong này có năm viên cứ em có đủ ok này, đổi bữa này năm viên luôn rồi. Rồi, cứ đưa hết qua 9 viên này, em đưa hết qua luôn cho. Ok. Đưa qua 9 viên đi. Đó, đưa qua 9 viên thời hạn qua đây. Từ. Qua Paris ép anh luôn rồi. Qua Paris à? Anh em cứ nói, cái gì, phòng thủ lý, vào nhất 8, mắt thì tình khả năng lên mà. Phòng thủ lý qua làm ăn bắt ép, ok. Làm ăn bắt ép, ok luôn. Vô dùm thân lực. Ừ. Ok, cảm ơn. Rồi, vô dòng thân lực. Cái gì nữa cho... Rút ra 200 bạn đi. Ủa, hiện tình 1 đâu hết rồi ta? Nếu em đưa 6 viên mà đâu hết rồi. Rồi, đưa thêm mấy hiện tình 1 nữa. Anh không có chỗ để em đi xem cái chỗ nào. Hai cái bạn hả? Không, em sợ phòng thủ nó xịt thế thì em phải lúc em nhấp cái đọc. Em đâu? 18 thôi. 18 ít này được. Thân lực 18 ít à? Để em cho cái dòng thể lực cho nó xịt xịt xíu nha. Thì nó có hai dòng là một. Đúng rồi. Tại sao? Hiện tại bây giờ dòng thể lực dòng thứ 3 rồi. Tại anh thiếu em 200 xu chính xác. Qua Ấn Độ cho phê. Nó không liên quan gì đến thân pháp, nó tính hai dòng. Kim là kim 1 là kim 3. Rồi. 1. Do server này anh, server này tụi em ép nhiều em biết á. Rồi. Thể lực nha anh em, lấy thể lực. Hợp lý. Thể lực này. Tính 1 nè. Từ đem vô em cất đồ với em. Hiện 3 nè. 2 đài 2 tiểu nè. Có quà gì giống anh Trần không? Sinh nhật gì, sinh nhật Zalo có báo đâu mà đồ sinh với giả nhật. 2 đài 2 tiểu thôi. Khai khai cho cái này vào 3 cái nhật. Ê, chật 5. À, từ từ giờ anh đang cái rương anh không có chỗ gì. 2 tiểu. Giao dịch con này đi là anh đưa ơi cảm khảm mấy tên rút một khảm một ơi rút một khảm một, nhưng mà Khải thì Khải thêm một đại một tiểu nữa nha. Thị tinh một, thị tinh một đại một tiểu, cứ một thị tinh một đại một tiểu đó. Khải là cứ lúc nào cũng một đại một tiểu đó. Chắc mấy phẩm nãy là phẩm chút 7. Mới dịch lên à. Chút 5 mà. Trời ơi, ép sao ra phẩm chút 5 hay à. Có một đàn một tiểu không? Hả? Nãy là có một đàn một tiểu không? Thở lực. Dương ơi, Dương có lắm ta. Để dịch lại. 188. Rồi, tiếp tục. Giờ sẽ đi... Tầm 188, 2 dòng 188. 2 dòng 188. 2 dòng dưới 19. Tiếp tục nữa em ơi. Dòng cuối cùng nè. Rút dòng cuối cùng sẽ hiện tinh 3. Đọc hiện tinh 3 nha anh em. Đúng đúng cả 5 dạng chứ là. Tinh 3 này mua hơi nhiều. Rồi. Tinh 3 khai cho rút là thì tinh 6 dân thì 5 dân thì tinh cho nó phần chất cho nó cao cao hơn tới. Phú dân đại. 89 là rắn 89 là. Lấy nè. Phổ nè. Đó. Tinh 3 nè. Hiện ẩn 3 nè.
Rút rút xấu thì tên đây, đâu không dám rút ít đâu nè. Cái đa này quán phòng cho chính luôn. Đập 8 thì tên xong. Đập ba cái bóng này. Ai? Không ba nè. Thích thì cho 5 bình phúc duyên gộp con mẹ nó vào cách nào. À chơi. Ok, chơi luôn. Cho phúc duyên lên. Theo anh Cường luôn. Năm bình cũng gì? Đập 5 bình chồng vào. Năm bình chồng, ok. Bình thế thì khác gì cho mẹ thêm viên à, tinh không phải khác, không? Năm bình tính ra chứ ảnh viên thì tên nào? Năm bình năm rưỡi sâu, viên tên hai năm rưỡi sâu. À đúng rồi, năm bình rẻ hơn anh ơi, đúng rồi, năm bình rẻ hơn. Hai, như anh Cường là năm bình, nói chung xấu thì tên là đã auto 8-9 rồi ấy. Nhưng mà mình thêm hai bình đại này nữa là năm, thành 10 bình đại nữa, mình bình đại. Vấn đề là lên 9 hay không thôi, chứ còn, tầm xấu cục này là auto 9 rồi ấy. Ừ, cái này là xấu thì tên này, Như Khải là cái hai Phú Dân Đại xong rồi. À, còn bao nhiêu thì tên? Mẹ luôn rồi. Thôi dư rồi. Nhiêu đây thôi á. Đụng mẹ. Cố gắng 9 nha anh, 9 là tôi 25. Cố gắng 9 là được. Đây. Ừ, tiếc vô đi. Em thấy hay. Đó. Đúng rồi. Rồi, vô. 9 cái là ok luôn. Trời ơi, 8. 8 hôm nay hơi cành, khó là 9 lắm. Khó là 9 lắm. Ok, full thì tên nha anh em. Ừ, gặp em đầu tư em không ngại. Tại vì tầm này nó rất là thấp quá, nên mình sợ nó rớt thì còn em vô đầu tư đi. Thì đó, em muốn nói vợ em muốn thêm thị tinh nè. Rồi không phun thị tinh không ra được. Nên em nói thêm thằng cột thằng bí này. Đó, thì may ra nó mới lên được 25 thì may ra. Còn không lên được khoảng 24. Vì đó chỉ hai cái đó là 24. Đúng rồi. Giờ em thêm double thêm cái này thêm 4 cục thì tin mà đâu ít đâu. Vô này. Tin 3 này. Ôi trời, cứ mạnh mẽ luôn. Mạnh mẽ lắm. Ok, mạnh mẽ. Đấy, cứ full thử tinh à. Đó, thấy chưa? Là hiện tại là cái lần này đậm là 10 cục thì tin, 11 cục thì tin đấy. Bao ông lên 25. Ai, có lên. 25 rồi. Bao auto lên 25. 24, ok, 24 thành công rồi. Đầu tưởng nó ra 22 triệu luôn. Tại vì cái đai lưng thần pháp 20 thấy nghi lắm. Tại vì lại đai có 10 anh không khó lên lắm. Ừ, đai có 10 khó lên lắm. Nhưng phải đai cũng 5, 6 đâu. Mà sao mà anh bạn rồi không ép mấy cái đồ hệ hỏa như kiểu cũ đấy để dày nó mới dễ không? Đâu, full năm năm đọc full set mà em nói bậy vậy. Một full set mà. Nó đọc thì à, rồi đủ full set rồi. Rồi. Giờ là chỉ chờ anh lúa này, đặt cặp anh lúa có đau thủy nữa, em ép đau thủy tiếp. Đó, xong. Ok anh em, bây giờ thì Khải sẽ sau cho anh em chọn đồ sẽ con em đọc cho anh em xem nha. Đây. Tại sau khi xong cái đai lưng thì đây anh em à. Đầu tiên, nó đồng set 53. Sau này có mở chức năng rã foil thì sẽ rã ép lại. Vài kim một lần ép thôi. Chứ đồng bang được kích set hồng kim môn phái này. Đó. Rồi, tiếp tục đó là cái đao, cái bao tay minh ảo 30. Phòng thủ 43 chậm và 3 chí mạng và 2 cấp. Cái bao tay này thì ghé ép khá đẹp. Đến một cái áo minh ảo luôn, áo năm độc đao luôn. Hiền âm chạm skin 9x 3 cấp, phục hồi 50, max up. Phòng thủ lý 28, thời gian chống 36 và sinh lực nội lực khá đẹp. Cái áo này thì kẻ cũng mở ra luôn, quá chất luôn. Và tiếp theo anh em cùng xem lại tiếp tục đó là cái nón 5 dòng, thủ 25-40 và đôi giày 25-40. Đó, mắt nó toàn tập như nè. Đại lượng mới ép đây. Đó, nói chung thì anh em nhìn sơ qua thì set đồ hiện tại đang khá rất là đẹp luôn. Năm đậm như nè. Đại này ít hôm nữa anh mua thêm cái đao thủy nữa là năm đậm mắt pin như nè. Với hiệu ứng phòng thủ 75-3 thì chắc chắn anh em rằng không có thiên vương băng nào mà chém chết được thằng này rồi. Nó xây cho hai cục bánh động nó sẵn sàng là thiếu 3 chỉ có chết hay là thiếu 5 chỉ có chết thôi. Đỡ mà thiếu 5 chém chết thì cũng hơi khó. Nói chung nhìn vào này thì nói chung là quá chắc nè mà. Hiện tại đang thiếu cái kháng hỏa thì chỉ mang vào cái đao thủy nữa là mắt pin. Năm độc chỉ cần cứ mắt phòng thủ cộng 2 cộng 3 thì có thể cân được thiếu 5 rồi nè mà. Cân được thiếu 5 thiếu 3 rồi. Tùy theo cách mỗi người bơ ca nữa thôi. Và mang cái đao hỏa, mang cái đao thủy chứ, đao thủy tóc bánh sát, kháng hỏa, chót nữa là kháng hỏa trên 7 là đủ đánh cả bang rồi nha anh em. Rồi còn lại thì với hiệu ứng làm chậm khá là cao, đó là 40 làm chậm này,
40 làm chậm này, 80 và đôi giày 40 nó là 120, kèm với bao tay 43 nó là 163 làm chậm thì cực kỳ trâu rồi em ơi. Đợt đánh game thì vô tư và đợt hiệu ứng chón thì cũng khá là đẹp luôn. Hiệu ứng chón thì cái áo này thì 36 kèm với cái vũ khí là 40 nữa là 76. Đối với solo thì với hiệu ứng chón 76 thì vẫn chưa đặt móc 80, nhưng mà nó so với nó thì quá gọi là quá dư rồi nè. Còn đi theo xe thì vô tư đặt móc 80 nha mình em. Đó. Rồi, anh em xem video này thì đừng quên đỡ lại cho anh Hopper Cún này một bạn năm độc đầu tư khá đầy đủ. Một like chia sẻ nha anh em ơi. Hiện tại anh đang thiếu một con phi dân hay là bông tiêu nữa. Anh đang nghiên cứu mua mà không biết là như thế nào ra nha anh em. Cái gì hãy cho anh em xem tiếp tục những trang bị tiếp theo từ bạn này cho anh em xem của anh Cún cầm đồ Cún Bin nha. Cún cầm đồ trên kênh YouTube Khải nha. Chúc anh em một buổi xem video vui vẻ và đừng quên đỡ lại cho Khải một đăng ký kênh và nhấn vào chuông để theo dõi những video tiếp theo, cũng như là những buổi livestream vào tối 19 giờ 15 phút hàng ngày nha mọi người. Ok, cảm ơn em đã xem video rất nhiều và chúc anh em một ngày mới vui vẻ. Bye bye.